Cả lớp lớn lên các con muốn trở thành người như thế nào? Con mời Đạt nào. Con muốn trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi giống như Quang Hải để được vào đội tuyển Việt Nam ạ. Cảm ơn con. Còn bạn nào nữa nhỉ? Con muốn trở thành một nhà khoa học để phát minh ra vaccine tiêu diệt Covid ạ. Con muốn trở thành một YouTuber tỷ view ạ. An, lớn lên con muốn trở thành người như thế nào? Con muốn trở thành người như bố con ạ. Tại sao con lại muốn trở thành người như bố con? Bởi vì bố có thật nhiều những thứ đồ thú vị cất giấu trong chiếc túi nhỏ xíu. Bố luôn bận rộn. Vâng, em đây ạ. Vâng, 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 em sang ngay ạ. Bao giờ cũng thế, những cuộc gọi có thể kéo bố đi bất kỳ lúc nào nó muốn. Con mời bố, con mời mẹ. Mời hai mẹ con nhá. Ngon thế, cảm ơn vợ nhá. Ăn gấp đi con. Sao thế con? Bố ơi, mai là sinh nhật con. Bố dẫn mẹ với cả con đi chơi công viên nhá. Tuân lệnh. Tất cả sẽ theo lệnh của ngài. Ok. Biết con đi nha. Mai bố sẽ đưa hạt ngoài đi, được chưa? Được rồi ạ. Rồi, bây giờ ăn cơm nhá. Bố ra ngoài xử lý công việc một chút, bố về ngay giờ nhá. Đợi bố. Bố không yêu con, bố chẳng nhớ sinh nhật của con. Thôi nào An, con đừng trách bố. Mọi người đang rất cần sự giúp đỡ của bố, nên bố không thể nào về sớm với con được. Bố đi làm là để mua cho An thật nhiều những thứ An thích mà. Và lại, không phải là bố không nhớ sinh nhật An đâu. Vừa nãy bố có gọi điện cho mẹ để nhờ mẹ thay bố đưa An đi công viên rồi đấy. Vui quá mẹ ạ. Bây giờ mẹ đưa An đi ăn kem nhá. Được ạ. Đi thôi. Con đứng đây chờ mẹ chút nhá. Vâng ạ. Mọi người đang rất cần sự giúp đỡ của bố. Bố đi làm là để mua cho An thật nhiều những thứ An thích mà. Mẹ ơi, nhìn kìa. Bố kìa. Bố. An. Đừng con. Bố đang làm việc. Hai mẹ con mình về nhà chờ bố, kẻo bố mất tập trung nhá. Vâng ạ. Đi nào. Bố, bố xin lỗi vì đã thất hứa. Chúc mừng sinh nhật con. Wow, con cảm ơn bố. Lớn lên, con muốn trở thành một người giống bố.
cái gì học bố cũng sửa được hết. Người của bố con vất vả lắm, nhưng mà ai cần bố con luôn có mặt. Với con, bố là một người thầm lặng ạ.